ngày 5 tháng 10, đơn vị thi công cải tạo mở rộng các nút giao thông trọng điểm trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bắt đầu lắp đặt những thiết bị đèn tín hiệu giao thông đầu tiên tại nút giao Hoàng Văn Thụ, 3 tháng 2, Trần Phú. Hạng mục nằm trong dự án xây dựng công trình khẩn cấp chống ùn tắc giao thông tại thành phố Đà Lạt với tổng kinh phí khoảng 142 tỷ đồng. Dự án sẽ mở rộng các nút giao Kim Cúc, giao các đường 3 tháng 4, Hồ Tùng Mậu, Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Trần Hưng Đạo, nút giao ngã ba nhà máy nước, giao đường Trần Quý Cáp và Hùng Vương, nút giao ngã năm đại học, giao các đường Trần Nhân Tông, Đinh Tiên Hoàng, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Công Trứ, Phù Đổng Thiên Vương. Nút giao các đường Trần Phú, Đào Duy Từ, Bà Triệu đang được thi công mở rộng thêm làn, tận dụng hết đất công, bỏ các đảo giao thông, bổ sung biển báo, xây dựng lại vỉa hè. Tại các nút giao này, cùng với nút giao Hải Thượng 3 tháng 2, nút giao Hoàng Văn Thụ 3 tháng 2 và nút giao Phan Chu Trinh sẽ thực hiện lắp đặt các trụ đèn, tủ điều khiển, đèn tín hiệu và biển báo hướng dẫn giao thông.